mở lại karaoke, Vũ Trường Cần căn cứ cấp độ dịch COVID-19 tại địa phương. Ngày 14 tháng 2, Bộ Y tế có công văn số 628/BY-DP trả lời công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho ý kiến về dự thảo công văn tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. Vũ Trường theo công văn số 353/BVHTTDL-VHCS ngày 28 tháng 1, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân, Bộ Y tế đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cân nhắc bổ sung vào nội dung dự thảo công văn một số nội dung. Theo Bộ Y tế, việc hoạt động trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, Vũ Trường cần căn cứ trên kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh tại mỗi địa phương, khu vực có hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, Vũ Trường. Ngoài ra, nơi thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, Vũ Trường thường là nơi có không gian kín nên dễ xảy ra lây nhiễm COVID-19. Do vậy, theo góp ý của Bộ Y tế, khi hoạt động trở lại cần tăng cường các biện pháp vệ sinh, phòng chống lây nhiễm tại khu vực cung cấp dịch vụ karaoke, Vũ Trường, khử khuẩn, thông khí. Công văn của Bộ Y tế cũng lưu ý, với người tham dự cần thực hiện nghiêm 5K, tiêm phòng vaccine đủ liều, không cung cấp dịch vụ cho người đang có các triệu chứng mắc COVID-19 ho, sốt. Bên cạnh đó, địa phương, nơi cung cấp dịch vụ karaoke, Vũ Trường cần có kế dự phòng, đáp ứng với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong khu vực cung cấp dịch vụ để khoanh vùng gọn, không để lây lan rộng ra cộng đồng nếu ghi nhận ổ dịch. Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có dự thảo công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ Vũ Trường sau thời gian tạm đóng cửa phòng dịch COVID-19. Cụ thể, cơ quan này đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 54/2019/ND/CP. Ngày 19 tháng 6 năm 2019, của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ Vũ Trường, xây dựng phương án cho phép các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, Vũ Trường được hoạt động trở lại khi đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19, an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các tỉnh, thành tổ chức triển khai phương án kiểm tra, rà soát, thẩm định và chỉ cho phép hoạt động đối với cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện và kịp thời điều chỉnh hoạt động của các đơn vị phù hợp với cấp độ dịch ở địa phương. Đặc biệt cần tăng cường công tác thanh tra, quản lý, chấn chỉnh, xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, Vũ Trường không chấp hành các quy định phòng chống dịch. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.